Chiều 16 tháng 5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 kháng cáo trong vụ án tại công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế vẫn đề nghị không chấp nhận kháng cáo. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo trong vụ án này đã thực hiện chuỗi hành vi sai phạm nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Long đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung, đã nộp đủ hình phạt bổ sung án phí và nêu thêm tình tiết có người thân được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến, bản thân bị cáo có cống hiến là tác giả nhiều đề tài cấp nhà nước. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo hưởng mức án 18 năm tù về tội nhận hối lộ là dưới khung hình phạt, do đó không có căn cứ để giảm nhẹ cho bị cáo.